Để hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã phát động nhiều hoạt động thiết thực với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn thuộc các bộ, công thương, công an, lao động và thương binh xã hội, với hơn 500 cán bộ công nhân viên làm công tác an toàn đến từ 27 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Theo đó, EVN-NPC đã tổ chức diễu hành đạp xe tuyên truyền với sự tham gia đông đảo của gần 500 cán bộ công nhân viên đi dọc các tuyến phố chính ở thành phố Sầm Sơn, tổ chức tọa đàm và thực hiện cầu truyền hình nhằm tuyên truyền nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động và ổn định sản xuất của Tổng Công ty. Phát biểu tại lễ phát động, đại diện EVN-NPC cho biết, công tác an toàn vệ sinh lao động có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với ngành điện, một ngành nguy hiểm mang tính rủi ro cao. Cũng tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận bức tranh bằng vân tay với thông điệp "Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động" của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đạt kỷ lục Việt Nam. Bức tranh được thực hiện bằng 5.000 dấu vân tay, đại diện cho 27.778 cán bộ công nhân viên của EVN-NPC.